Rồi mình đang chuyển qua cái chế độ là quay góc bình thường. Rồi em đặt ga lên. Mình đang kèm cho một bạn vào mùng 9 Tết đó, khởi hành, khai trương khởi hành đi thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu đó. Đặc biệt bạn này thì bận trong Tết thì giờ ra Tết tập đầu năm, tập đầu năm tập xong lấy xe luôn, trời quá trời quá ngon luôn. Dạ dạ cho tao qua đâu nghe, cái này cái độ chống rung nó sẽ cao hơn, xe buýt nó qua luôn nè, em coi xe buýt nó lại thấy không. Giờ em đi tiếp, nó có nhiều cách vô lắm. Ví dụ mình vô đường này nè, các bạn vô đường này các bạn vô cũng được, các bạn lên đây các bạn vô cũng được, vô cái hướng ra ngay Mai Chí Thọ từ qua cầu Sài Gòn xong ha. Rồi các bạn đi thẳng hoài, đi thẳng xuống xuống đến đây vị trí này, các bạn có thể vô trong đây, vô trong phía bên đây phải, các bạn đi vô đường Mai Chí Thọ rồi xong lên lại cao tốc. Và đặc biệt bây giờ mình đi đường ngoài đó, nó không chen chúc vô trong. Rồi em mở xi nhan phải, rồi thủ chiến thắng luôn nha, giảm tốc độ lại dần dần vô hơi đông đó. Và đặc biệt một chút xíu nữa đông nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách đi vô cao tốc đơn giản mà không bị kẹt xe. Rồi em cứ đi bình thường chứ, em cứ đi bình thường, cứ lại lại vô nhẹ, liếc kiến rồi ngó trên, rồi đạp ga nhẹ chút xíu cho đây. Em cứ đi bình thường ngó trước, đừng có sợ ở sao người ta tự ném mình hoặc người ta có khoảng cách. Chứ các bạn mà mới, các bạn có hay ngó phía sau hoài, các bạn quên phía trước nguy hiểm. Rồi em đạp ga tiếp. Rồi để mình coi tình hình đông hay không, mình chỉ cho các bạn cách đi luôn nha, cách đi vô cao tốc không bị kẹt xe nha. Nếu mà làng ngoài bị kẹt mình sẽ vô trong, còn nếu mà làng ngoài trống thì mình cứ đi làng ngoài. Rồi cứ đi thẳng, ở đây là cấm ha. Rồi bây giờ làng ngoài vụ đông đi ha, thầy chỉ cho, mở xi nhan phải đi theo chiếc Fortuner đó cho thầy. Rồi mình chỉ cho các bạn luôn nha, cách đi luôn nha, sẵn đây mình chỉ luôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi đi quẹo phải nha. Ví dụ ngoài nó đông nghẹt đi, nó đông đi ha, nhưng mà thật chất ngoài nó cũng vắng nên mình chỉ luôn. Rồi em cứ đi thẳng. Rồi đố em tốc độ được bao nhiêu? 50. Rồi tắt xi nhan nhanh đi. Đó, rồi 50, mình đi 50. Ồ, mình chỉ cho các bạn nếu mà bên trái sẽ bị kẹt xe đông đúc, nó có nhiều cách vô lắm. 50 thôi nha. Đạp đảo ở đây cũng vậy nè, các bạn vô đây cũng được nè, cái bạch xương cá chuyện bình thường ha, ra vô thì chuyện bình thường, xe cộ người ta băng qua đường này nọ người ta vô bình thường nha bạn. Các bạn đừng có nghĩ bạch xương cá rẻ đó là không được phép vô ha, người ta quẹo người ta vô trong kia. Đó, tốc độ 50. Ok. Nó nhiều cách để các bạn đi lắm. Quan trọng là kinh nghiệm của các bạn có hay không. Các bạn nhận biết được cái con đường đó, cái con đường đó nó thì cái quen địa thế thì dễ lắm. À, còn mình không quen thì bắt buộc phải có thổ địa. Đó. Đó, em cứ đi thẳng lên luôn. Ví dụ bên trái trống cái mình ra lại bên này, hiểu không? Bây giờ đường này nó mới mở lại chứ thì chưa, nó chưa mở. Đó bên trái nó đồng thấy không? Rồi ở đây nữa, bên phải mình nó có biển báo là ở ngoài bìa đi thẳng, như quẹo trái chính giữa lên đi thẳng nên mình không vô vô giữa được. Nếu mà vô giữa nó có mũi tên quẹo trái luôn thì vô luôn. Đó, phải nhìn đường. Rồi năm mới Tết đến thì mọi người chúc các bạn, các anh chị, các em có nhiều sức khỏe, công việc ổn định, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Được chưa? Về trái có bạn nào đang học lái xe sang năm thi một phát đậu luôn đó. Rồi đi tiếp. Còn bạn nào còn yếu thì nên có thời gian, chích thời gian để bổ túc tay lái cho cứng cáp, rồi bạn ôm xe nhà nha các bạn ha. Rồi đạp ga nhẹ, nổ điều chân ga, nổ đi mạnh chút xíu cho thầy đi nữa.
năn nỉ luôn, rồi cái ta lái vẫn nghiêng bình thường, kéo vô, rồi đạp ga nhẹ nữa, đạp ga nhẹ rồi. Ôi giời ơi, đồng vui mà. Giảm lại, giảm lại. Ok, tiếp tục. Quá trời đông luôn các bạn ơi, mùng 9 trời ơi, người ta đi làm, trời ơi mình đi chơi. Gà thằng, gà thằng. Đâu, rồi, tiếp tục. Đặt cái nhẹ. Rồi, cứ giữ làn đường đi. Bên trái chống thì qua, không chống thì thôi. Cứ giữa ô mình đi ha. Yếu mà, đừng có gai gió, núp gió đi, không lạnh. Thủ thẳng. Rồi, buông thẳng. Nhẹ nhàng. Có ở bên đây bên phải mình có xe ga, mình cũng nhường cho người ta. Rồi, đạp ga nhẹ. Rồi. Chạy cho người ta. Rồi, mình ga thẳng lại. Đúng rồi. À, mình nhường cho anh ta đi, mai mốt người ta nhường mình. Rồi tiếp tục. Ga nữa, điều chân ga. Ok. Ok baby. Dứt. Rồi bây giờ đố em nha, tốc độ ở đây được bao nhiêu? 80 ha. Ok, chính xác 80 đó, cái biển phụ dưới thấy không? 60 là xe tải. Đúng rồi, 60 là xe tải với xe con. Còn mình là 80 là xe con và xe khách. Rồi, dứt. Vẫn là 80 của mình ha. Nữa. Thấy xe nó giãn ra thì em đập ga theo. Ha. Sợ mấy xe kế bên, mình cứ đi đúng làn đường, mình đúng tốc độ. Tốt. Chỉ có để bình hồng đó, nó có đèn chớp đó, là nó sẽ nhạt ha, còn nó không chớp thôi nó vẫn đi thẳng. Sáng một chỉnh đông đúc, xe cộ quá trời đông luôn. Mai tầm 6:30 có mặt bên siêu thị có mát Bình Tân á, gửi xe máy bên đó, rồi cái bên hông siêu thị có quán cà phê Hai Miền á đó. Đó, đó gặp thầy nha, có gì gọi điện cho thầy, nhớ đem theo giấy phép xe giúp thầy nha. Cái lịch của mình bây giờ hiện tại từ đây đến cuối tuần đã full lịch luôn các bạn ơi. Các bạn đăng ký trước hết rồi, rồi đăng ra lịch. Vũng Tàu không mà trời. Quá giờ Vũng Tàu luôn. Nhưng mà có một cái đi Bảo Lộc lại. Có đi lên Bảo Lộc nữa. Đi 2 ngày Bảo Lộc. Qua đèo Bảo Lộc.
Chỉ cần mình đi bổ túc xong là các bạn tự tin liền, mạnh dạng liền. Đúng rồi, nhớ giữa làn đường. Còn giữa tìm đường là bên kia, là chính giữa là kế sát mặt trắng, thấy không? Giữa làn đường là giữa cổ của làng của mình. Đó thì hiện tại mình quay toàn là những video clip mà trên cái điện thoại các bạn. Các bạn hỏi thắc mắc, ủa thầy quay cái máy gì mà nó gõ vậy? Phải Google không? Lúc trước mình có xài Google, nhưng có cái là xuất ra. Cái phải đem về, phải xuất ra tùm lum các kiểu, làm lâu lắm. Rồi đập ra lên, đi thẳng lên luôn. Cái kia giảm tốc độ là giảm tốc độ làng trong. Rồi biển báo ngoài khu dân cư ha, đố được bao nhiêu? Ngoài ngoài khu dân cư có giải phân cách cứng 80. Bậy rồi. 90 là ăn đó. Còn nhớ lý thuyết đâu quá. Nói học lý thuyết thi cỡ nào thì ra đây tùm lum la hết. Hôm sau mình ra đây mình chỉ cho. Biển báo ngoài khu dân cư có giải phân cách cứng là mình được phép 90, còn không có giải phân cách cứng mình chỉ còn được phép 80 thôi. Còn nếu mà trong khu dân cư không có giải phân cách cứng là chỉ có 50 thôi, có giải phân cách cứng thì thêm 10 là 60, vậy thôi nha các bạn. Là 120 luôn. Đúng rồi, 120 luôn, tối đa là 120. Rồi, thực chất là các bạn có đi trên cao tốc các bạn đi dễ hay không? Thực chất tôi nói thật, đi dễ ẹt. Không có gì đâu mà khó. Ở đâu chứ cao tốc ở Việt Nam dễ ẹt. Đi tốc độ thấp đâu đi cao đâu. Giờ bây giờ mình chỉ nha. Bây giờ em thấy cái biển báo nhập làn không? Em thấy cái xe dưới nó lên nhiều không? Rồi em chủ động qua bên trái, mở xi nhan quan sát. Đúng rồi, là nhẹ. Tốt. Để làm gì? Chủ động các bạn nhường cho xe nhập làn để cho người ta an toàn và mình an toàn luôn. Tốt. Các bạn chạy chính giữa cũng được, nhưng mà người ta ra sẽ dướng các bạn. Các bạn khó chạy nên các bạn chủ động ra nhập làn ra ngoài, chuyển làn ra ngoài bên trái để cho những anh em ta nhập làn lên. Rồi giảm lại, nó qua bên ngoài luôn á, giảm lại em. Thấy chưa? Biết nghe mà. Rồi đi tiếp. Rồi chút xíu em sẽ chuyển làn vô trong lại, tại mình đi chậm ha. Rồi mở xi nhan phải để đó. Rồi ngọn liếc kiến. Rồi nghiêng nhẹ vô. Ồ, ông kia cũng chèn lên dữ quá. Mấy anh không cho em chèn vô gì hết vậy. Giờ tiếp tục. Có nhiều bạn nói theo lý thuyết, đừng bao giờ đem theo cái cuốn sách ra ngoài. Các bạn thấy không? Ta đợi bên trái, ta vẫn đi đó. Ta đi chậm mà. Tùy theo, ví dụ tôi đi đó, tôi đi tốc độ đi, có nhiều bạn nói ủa sao thầy chỉ đâu không nhắc nhở học viên đi tốc độ, đi cao tốc ở Mỹ Thuận á, người ta cho 80 mình đi 80, rồi cái góc quay, góc kiến quay á, nói mình coi trong cái clip mà thấy nó đẹp à, nhưng mà thực chất ở ngoài được, ở ngoài đây mình chạy đâu có đẹp, nên bạn đó không biết, nói là mình đè hoạch, mình cản trở lưu thông, không cho xe người ta, trời tôi đè hoạch gì để tôi bị phạt hả, tôi đi không được, tôi dễ tôi bị hút đích hả. Tại vì các bạn coi cái clip ấy, thì cái góc nhìn, cái góc máy nó không đúng, thấy không? Mà thực tế ngoài mình đi đúng. Và thứ hai nữa, tốc độ tối đa mình đi 80 thì mình đi 70 mấy rồi. Rồi hỏi sao mà mấy ông kia không vượt? Tại vì mấy ông kia không vượt là không vượt quá tốc độ thì sao? Nên các bạn thực tế, các bạn ra ngoài đường thực tế thì tôi chỉ cho bạn nhiều lắm, các bạn hiểu. Còn bạn ngồi trên nhiều kỳ online các bạn không thấy đâu, nhiều thứ lắm. Nên nói cái lý thuyết, ông nào nó học lý thuyết kỹ cái nào ra đây tôi chỉ cho. Rồi tôi kiểm tra cho các bạn, không đi đường này. Xe tải chậm. Chậm đúng không? Rồi ngón trái chống không? Chẹt. Nhẹ nhàng, đúng rồi, không cần gấp. Tốt, tốt, nghiêng. Khi mình đã nghiêng qua rồi, mình chống rồi mình nghiêng rồi, mình nghiêng luôn chứ không lấy vô lại nha. Tốt. Tiếp tục ra lên. Rồi qua xe công đó mình vô, mình đang tập chuyển làn á. Mở xe nhanh trước luôn. Chưa có qua được đâu, phải qua cái qua mấy thân xe. Đúng rồi, tốt. Tiết kiệm. Nhẹ nhàng vô. Quá ok, quá xuất sắc. Vỗ tay. 10 điểm về chỗ. 10 điểm.
cho mặt bằng ở trên, thấy không? Nói chung là trên cao tốc dễ chạy lắm, không khó gì hết. Chủ yếu là bạn được khởi sâu làng khẩn cấp được rồi. Làng khẩn cấp lên, chừng nào thật sự cần thiết chở người đi tai nạn cấp cứu này nọ hay gì đó, việc gấp cấp cứu nha. Cái nào thật sự cần thiết mới được phép vô nha. Và đặc biệt bạn chạy vô đường đó được, bạn chạy nhanh cũng được, các bạn bấm khẩn cấp lên cho mình. Các bạn cầm cái điện thoại hay là người nhà cầm điện thoại quay lên. Ngày này tôi có đi, tôi chở người đó đi cấp cứu mấy giờ, sau này có phạt nguội này nọ không miễn trách, thấy không? 80 lần. Đúng rồi, đang giảm xuống đó. Chưa giảm thu phí. Xuống 60 mới giữ. Trời ơi, hôm nay đi Vũng Tàu mà quên photo giấy chứng minh dân. Rồi đi tiếp. Nhẹ nhẹ. Để lấy lại tiền quốc lộ 51. Nó vẫn còn thu phí. Hết thu phí rồi. Nhưng mà tiền này vẫn còn nửa tháng trong đó. À, đóng tiền tháng. À, giờ đã hết rồi. Cái nào màu xanh là mình vô nha. À, cái nào xanh xanh trong trong là mình vô. Đúng rồi. Rồi. Nhớ là cái khi mình vô đây là các bạn chân phải mình lọt chính giữa làn đường luôn, mình đi là nó không bao giờ vướng. Rồi mở xi nhan chạy nha. Quá khỏe luôn, khỏe chân trái rồi. Đặt côn gãy chân trái đa số là hết 90% học xong là ra là ấm. Mua xe nhà là mua xe số lỏng không, mua xe dịch vụ không. Xe nhiều khoảng cách. Biết sao xe nó chậm không? Dốc cao nó chở nặng, nó sẽ đưa bò lên, nhưng mà lúc mà đổ dốc xuống nó sẽ đổ tốc độ cao. Rồi em coi mình trái trống hay chuyển làn nha, còn chưa trống thì thôi. Rồi em mở xi nhan trước để đó theo dựa theo cái view Google. Rồi đặt cho nhẹ, đặt cho nhẹ nhẹ thôi. Đúng, tốt. Đó, mình canh, mình ngó kiến, mình thấy nó đang lên, mình dựa theo nó. Đó, nó đang lên chiếc này, nó đang lên nhưng mà chiếc sau nó khoảng cách xa thì mình dựa theo xe này. Bữa
Tết này cho gia đình đi, sẵn ôn lại ta lái. Chứ bữa giờ quyên năm trời liền cho các bạn không đâu có lái được nhiều. Liền đèo cho các bạn không mình đâu lái được nhiều, coi ôm lại coi mình lái được dữ hay không. Có một cái clip nữa, có clip đổ đèo bỏ lọc, mình đổ tốc độ cao nha các bạn. Trời ơi, chỉ cho các bạn luôn á, rồi đập ra nâng cao. Mà ở đây là mình nói là bộ túc ta lái nâng cao nên mình không có dậm chân tại chỗ nha các bạn. Các bạn nào lái tốt mình sẽ cho bạn đi tốc độ cao, và đặc biệt mình cũng đi tốc độ cao để cho các bạn coi trải nghiệm như thế nào. Và khi mình đi tốc độ cao mình phải cân tuân thủ theo cái gì, mình phải gị vô lăng như thế nào đó. Mình có làm clip rồi nhưng mà mình chưa up, các bạn đón xem nha. Tay chân nữa đập ga nhẹ, điều lên luôn, đập ga lên chấp hai lần mà dứt nữa để Phương Trang nó nể mặt mình chứ. Em lấy mới luôn. Ừ, mới lái. Tiếp tục. Coi khả năng mình đến đâu. Khi khả năng mình đến 100 mà cái tay lấy lắc lắc là mình cỡ 100 độ lại. Cái gì lên được đó. Tiếp tục. Mở xi nhan phải luôn. Rồi chuyển lên, đặt ra, quan sát là chống rồi, thấy không? Chuyển làn qua mình chậm lại cũng không được, thấy không? Nè, giảm lại chút xíu cho đại ca nó bay qua nè. Giảm lại cho nó qua rồi đi tiếp. Ca lên nữa, nữa theo nó luôn. Đúng rồi. Mấy em mới, mấy anh cũ cũ, mấy anh đừng làm em sợ. Tốt. Tốc Trung Lương hả? Cũng vậy à, nhưng mà đông xe hơn thôi. Tại sao? Phi mà. Phi nhiều xe vô các bạn. Cái gì chứ phi đông lắm. Còn cái này mình đóng tiền. Nếu mà nó đóng tiền thì xe tải không vô. Nó đi quốc lộ. Giờ quốc lộ nó cũng cộng cãi rồi. Bây giờ gặp trường hợp nữa là các trường đều cho ra ngoài đường chạy để hoàn thành DAT gọi là DAT á. Mấy ông thầy chạy muốn DAT luôn chứ. Đó. Học viên cứng chạy vậy. Có thời gian. Cứng cứng nhưng mà đi đường nặng thôi mà không có xử lý được cái gì hả. Thế mà cũng ổn định hơn. Ổn định hơn lúc trước. Lúc trước là có nhiều trường là cho chỉ có chạy trong sân hình thôi. Chứ không có chạy đâu mà được. Chạy một buổi hai buổi là xong ngân rồi, sau là lấy gì cứng. Còn hiện tại giờ DAT DAT là chạy, các bạn chạy rất nhiều. Các bạn sẽ nhiều trường hợp là lái tốt, lái cứng, nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có nhiều thứ lắm. Tại lúc đó là ông thầy cũng xử lý hết rồi. Đúng không? Rồi lối ra là 100 ha, lối ra là lối ra bên kia thôi, em kia đi nặng. Giữa làn đường là giữa làn đường đúng vậy. Mình đi bị lạc. Rồi, đạp ga lên. Giờ đáp là phải 810 km hoàn thành. Xe tải cũng chạy đáp nữa. Giờ các bạn thi không học cũng bắt buộc phải chạy đáp luôn à, phải hoàn thành cái số km đó người ta mới cho các bạn thi. Rồi chuẩn bị cabin nữa. Trời ơi. Chơi game. Chơi game nữa. Chuẩn bị chơi game tiếp. Đã mô phỏng rồi. Rồi xong giờ cabin nữa. Hy vọng là khi đã ra cabin này bỏ mô phỏng đi. Tự nhiên chơi game chán thì cái vô trưng bày có nhiều tình huống không hợp lý à, bỏ bớt đi, đừng có bắt chước theo cái
một cổng, bắt chước một cổng đi, đừng có nhiều cổng quá, không biết đường đâu đi. Tôi nói thiệt á. Còn ông nào yếu, ông nào yếu ra tôi chỉ cho ông ngày một cứng ngắc. Nhiều cổng quá, nhiều thi quá, nhức đầu. Nhiều người ta ngán ta bỏ thi á, không thi. Cái gì mà nó rắc rối quá, không có thời gian mà nó rắc rối, đủ thứ chuyện. Rồi, ở đây nó sẽ có biển báo ha, lối ra ha. Đó, 2 km nữa, lạ lắm, trên cao tốc chạy chút xíu nó qua thôi. Rồi, có nhiều bạn thắc mắc nữa nha, chút xíu mình nói luôn, có nhiều bạn thắc mắc là khi ra khỏi cao tốc Long Thành, ra quốc lộ 51 là tốc độ được bao nhiêu. Đó, các bạn thắc mắc cứ hỏi, tại người ta không cấm bảng ở đó. Em cứ đặt ra nhiệm, người ta không cấm bảng đó, thì các bạn nhớ là các bạn đi theo luồng xe. Luồng xe là sao? Là đi theo số lượng xe của người ta đi. Ta đang đi tốc độ cao là các bạn biết ở ngoài đây, ngoài khu dân cư. Còn các bạn thấy cái luồng xe nó đi chậm, thật chậm là các bạn biết là trong khu dân cư các bạn đi. Thì trong khu dân cư có giải phân cách cứng thì 60, không có giải phân cách cứng thì 50. Vậy thôi, các bạn lưu ý. Đó, mình chỉ cho các bạn để các bạn hiểu được cái vấn đề là đi theo cái luồng xe đó, giống như luồng xe này đang đi nè. Đó, chẳng hạn đi trên 60 là tôi biết rồi, cục này là ngoài khu dân cư, đúng không? Ta có cấm bạn hết rồi, hướng dẫn cho mình ra rồi, mình không để ý cái mình đi đến lố giờ ra, đúng không? Đúng rồi, họ sẽ nhận phải gạt chuyện vô để mình hết gọi là làn khẩn cấp mà đây luôn, vô trong luôn. Đúng rồi, taxi nha, xe công nó vô trong á, chúng nó lấy vô trong bây giờ. Rồi mình sẽ nhắc lại cho các bạn nha, bạn nào mà chưa đăng ký thẻ ETC thì các bạn đăng ký ở khúc trên. Ô, giảm lại em, giảm lại. Mấy đại ca đi đâu đây vậy? Đây ra ngoài đây qua có tóc gì vậy? Đi bên đây bên phải. Chẳng được. Ta đi qua được. À, đi thẳng luôn. À, chỗ nào bên đó nó kẹt mình qua đây. Còn nếu mình đi thẳng được thì đi. Có tiền rồi đúng không? Đợi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ra quốc lộ 51 ha. Đi ra dòng xuyến. Thì ở đây mình sẽ ôm bên phải luôn, không cần. À, có nhiều trường hợp là hôm bữa mình có đậu ở đây, mình rước một đứa em để đi ra Nha Trang, ra Cam Ranh, thì hỏi ồ thầy đậu ngay dòng xuyến có bị phạt không? Trời, dòng xuyến tôi đậu dòng góc trong mà, đâu có phải đậu chính giữa hoặc là đậu ngoài khúc đua đâu. Góc trong là chẳng hạn như mấy góc cà phê nè, thấy không, mấy cái đường này đó, mình leo lên lề mình đậu, thấy không? Rồi bên kia nữa nó không bị bắt nữa nha các bạn ha. Đó, rồi đi thẳng lên góc trong cùng mà, đâu có đậu ngoài đường đâu. Rồi thì đó, ra ngoài đây là tốc độ của mình là ngoài khu dân cư nha, maximum là 90. Rồi em mở xi nhanh chạy đi, từ từ giảm lại, giảm lại cho anh. Tốc độ ở đây là được 90 nha. Mình đi được phép đi trên 3 làn đường. Không, đi thẳng luôn đi, chút xíu đến ngay chỗ cái cơm tấm Thần Kiều á. Mình ghé vô, mình nghỉ ngơi, mình ăn sáng. Ở trên đây, thấy đại ca giao thông không? Trời ơi, không đi đường này đi, đi sát sát mấy ảnh vui lắm. Trời ơi, dòng món lắm. Cảm giác đi mấy anh. Không, có mấy ảnh đỡ lắm nha. Ở đây mọi mấy xe nó làm ghê lắm. Mấy xe tải quá trời luôn. Bây giờ, tải quá tải nữa. Khoảng. Rồi bên phải nha, trên chậm lại chút xíu, lên trên như qua xe công chút xíu, qua xe công chút xíu chậm tới chút xíu vô đây xe coi trống thì chỉ rơi cắt dè luôn. Mở xe nhanh phải trước đã, giảm tốc độ, quan sát kiếm đúng rồi, chớm xe mình nó nhanh lắm.
tao đây nè, nghe không? Đã nói rồi, đã nói rồi, chậm lại chút xíu không chịu. Không biết chỗ. Trời đất ơi, nguyên cái bản vừa chờ ba lửa. Rồi đây thầy chỉ cho cách nha. Đi qua đây đi, qua trái đi, qua trái. Đông hết rồi. Lấy qua phải, hết lấy qua phải, hết lấy qua phải đó. Đó, đúng rồi. Rồi lên trên. À, đó. Rồi, chậm lại khúc này đi, mình vô khúc này. À, cái vai mình ngang chỗ cái đầu xe nè. Rồi đánh hết lái lên luôn. Hết lái luôn. Đó. Đúng. Rồi ngó trong cái kiến nè. Kiến hậu ha. Nhà xe bên nào mình ngó kiến hậu bên đó. Rồi em tiến lên đi. Tiến lên đi. Thấy được cái đầu xe kế bên không á? Thấy chưa? Thấy là giật. Rồi thấy chưa? Rồi. Có khoảng cách em thấy không? Cảm giác không? Rồi. Mình muốn cho đuôi xe đi về đâu? Chắc phải chứ. Sao bên trái? Phải. Đánh hết lái qua phải liền. Rồi lui. Đó. Từ từ nha các bạn, sau này luyện cho bạn cứng tay lái xuống đi rồi về sao gài số lui. Rồi đúng rồi đó, rồi lui xuống nhẹ nhàng, thấy nó hẹp thì trả lại lại bóp, rồi cứ lui nhẹ hẹp rồi trả lại lại bóp, rồi cứ nhẹ nhàng lui tiếp, trả nữa cứ mạnh dạn lên rồi lui tiếp đó. Rồi thấy không, cái đuôi xe ngay đầu xe đúng không? Rồi hết lái vô luôn, tiếp tục lui. Cứ vừa lui vừa trả lái, tập cho nó quen, thấy chưa? Nữa rồi song song trả lái thẳng, rồi lui tiếp nhẹ nhàng buông thắng ra. À, tiếp tục ngó bên kia, trả lái thẳng luôn, rồi lui tiếp ngó bên kia kìa. Cứ ngó bên xe hả? Rồi ok, trả lời chính N trước, rồi kéo thắng tay nè, rồi trả lời B. Rồi, đụng, tắt máy. Rồi, thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Còn cái phần dê các bạn nào mà dê yếu, các bạn cứ coi trên clip của mình ha. Trên YouTube kiếm theo ghép nhà xe dọc thực tế thầy toàn dạy lái xe nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.